Hiếu nó đi kiểu gì mà đi sang bên kia cầu? Chị đứng ở bên đây là à? Hôm nay bọn mình đi đón giao thừa cùng với bé mèo. Bé mèo ngủ rồi. Bé mèo đã ngủ rồi. Sau xem lại là thấy là mèo được đi đón giao thừa từ nhỏ đó. Ủa chứ đứng đây ra. Ủa chứ đứng đây ra. Tao nó ở trên dưới cầu kia rồi nha. Thế là nó cứ ủ vô lưng là nó ngủ đấy. Mèo mà mặc áo cháy gió rồi. Cái này nó không biết nói cái chi. Chiếu lại khi nào mọi người phải vô xem cho xíu cùng chứ. Cứ đếm đi mọi người đấy. Một cái chiếu đó. Nó có tiền ghế đó mà đấy. Chiếu ta đếm mẹ đếm. Chị ơi. Cười kìa. Mèo cũng cười này, mèo cười. Về mông thơm mèo cái luôn. Đây. Mẹ con đi đó tiền nó ngủ luôn. Chịu không đó? Ừ, nhanh đóng người mà mở hết cổng luôn mà. Cái hành lý một xíu đâu còn giấy gì đâu nhỉ?
quan rồi. Đi quan rồi. Bye nha. Bye bye. Đấy nha. Vô cổng số 5 chưa? Hả? Cổng số 5 đi. Hả? Vô cổng số 5 chưa? Phía bên tay phải nè. Nhìn cái biển nè. Từ 1 đến 10 đó. Ok. Đấy nha. Bye. Chào thôi.